về bạn sang về vợ mà vợ nợ về euro. Anh ăn chuối nhá. Anh ơi, sau trận Pháp với Bồ Đào Nha, anh mua cho em cái biệt thự nhá. Nếu nếu em ngoan cái nhà chỉ phút mốt na Thật nhá, thật nhá, thật ngoan, nhá. ngoan ngoan cái gì cũng có. Thế thì anh mua cho em thêm cái xe nhá. Xe ô tô gì? Nếu xe thì cứ từ từ, việc 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 nào ra việc đấy na. Ôi giời ơi, nhà đã mua rồi mà mỗi cái xe còn không được. Đợi anh. Rồi. Thôi, cưng ơi, có ngay. Bây giờ anh sẽ vẽ cách cho em kinh doanh. Mình đã bao thầu về việc cá độ rồi nhá. Mà anh là ông trùm của khu vực này về bóng bánh nhá. Cho nên mình phải có cái đi kèm theo về việc cá độ. Đấy là việc giải quyết khâu hậu kỳ. Em biết giải quyết hậu kỳ là thế nào chưa? Em sẽ mở một công ty kinh doanh trong đợt Euro này. Ví dụ như dịch vụ mùa Euro 2016. Mình bắt đầu kinh doanh dây thừng, dao bầu, dao dọc dề, tiền vàng, gà chuối xanh, quan tài, hàng chuẩn ao nên thề, dịch vụ cầm cố vợ con, hàng càng xinh càng giá cao, lãi suất thấp, dịch vụ cầm cố chồng, nếu đẹp trai thì giá cao, dịch vụ cho thuê chỗ nhảy cầu, địa điểm cầu xóa nợ, cầu về nước mới, cầu tới thiên đàng, cầu sang Tây Trúc, ưu tiên giảm 30% những bạn tâm huyết muốn nhảy cao, cầu càng cao giá nhảy càng cao, cầu càng thấp giá nhảy càng thấp. Đặc biệt ý, là mình phải quảng cáo chỗ 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 nhảy là phải sạch sạch sẽ, cá bơi lội tung tăng, và đặc biệt là có cả đá ngầm nhảy xuống phát chết luôn. Em làm cái việc này nhá, ba con xe cũng có chứ không phải một con xe. Riêng cái vụ này em kinh doanh là hốt đủ tiền luôn. Đây, nghĩ ra cho rồi. Chôm cái. Tấn công! Đức, tấn công! Đến cho mày, phát đến. lên. Thằng trọng tài kia, mày giết ông rồi, mày ăn hối lộ, mày giết ông rồi. Phen này bọn này chết được bọn mình, đúng là gà trống của bọn mình. Mày yêu đất tôi về anh em mình rồi. Phát hôm nay vô thì cũng chắc rồi này. Yên tâm, năm nay đất thị trấn này về tay anh em mình hết. Còn gì mà phải còn cãi nữa. Ok. Hay quá. Được. Phát lần này chắc chắn là vô địch rồi. Ngoan này. Ôi trời ơi. Còn đau không anh? Đau. Còn đau không anh? Đau mà. Thế thì em không nhổ nữa ná. Nhổ tiếp đi. Hi, em nhổ tiếp. Còn Ôi, đau không anh? đau 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 Hi, thế em không nhổ tiếp nữa nhá. nhổ chuỗi đi. Và chuỗi mình nhá. Có điện thoại, có điện thoại. Dạ. Alo alo sếp à, làm sao? Bọn em đang đứng ở trước cửa nhà nó. Thu tiền của chúng nó đủ mới về nha. Dạ vâng. Mà nếu không gặp được nó thì sao ạ? Nếu bắt được thằng Tàm Tàm Quang Hố, mày cứ lấy của nó ít bát chầu. Dạ, bát chầu là cái gì ạ? Bát chầu tức là tao 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 bảo mày lấy nó tí 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 huyết đấy. Dạ,
Thế huyết là cái gì ạ? Tao bảo là lấy tí huyết là tiết đấy. Vậy tiết là cái gì ạ? Tiết cái thằng cụ mày. Dạ, lại trừ tiết rồi, đi. Mỗi việc đấy mà không xong. Đúng nhà nói rồi, cô Đức Tấn. Thằng Hồ cũng tán nữa rồi. Các cậu đến đây tìm Mai đi. Các người đến đây để làm gì này? Tôi đến đòi nợ. Ai nợ? Tôi đến đòi nợ thằng chồng bà. Bao nhiêu? 500 triệu nhá. Cái gì? 500 triệu. Trời ơi. Tao. Bây giờ nó đi đâu đấy? Không? Alo Sô. Hay lắm đấy mà hát. Sướng lắm đấy mà hát. Bóng đá bóng anh gì? Bóng cái gì mà bóng? Tao đang điên hết cả người đây này. Eric Cantona. Phúc. Dạ. Lại đây bố bà. Vâng ạ. Đợt này bố đi rất là xa. Con có nhớ bố không? Có ạ. Bố đi đâu đấy hả bố? Bố đi đợt này chưa biết đến khi nào bố mới về. Con hãy nhớ một điều, không được như bố, nghe chưa con? Ở nhà nghe lời mẹ và chăm sóc mẹ chu đáo, nghe chưa con? Dạ vâng ạ. Why?